Dù theo lịch trình, đúng 21 giờ 40 phút, chuyến bay chở huấn luyện viên Park Hang-seo từ Hàn Quốc mới hạ cánh. Nhưng trước đó hơn một tiếng, có khá đông các phóng viên và người hâm mộ túc trực tại sảnh chờ sân bay quốc tế Nội Bài để chào đón thầy Park quay trở lại Việt Nam làm việc. Nhưng khác với dự tính ban đầu, phải đến khoảng 22 giờ 30, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng vợ mới bước ra sảnh A1. Không khí tại sân bay Nội Bài lúc này càng trở nên náo nhiệt với sự xuất hiện của chiến lược gia người Hàn Quốc. Dù vậy, do thời gian di chuyển khá dài và để đảm bảo sức khỏe tốt nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo nhanh chóng cùng vợ xách vali lên xe trở về nhà nghỉ ngơi. Đồng thời, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng hứa sẽ dành cho giới truyền thông một buổi trả lời phỏng vấn trong thời gian sớm nhất. Trước đó theo kế hoạch, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có mặt tại Campuchia để theo dõi các cầu thủ U22 Việt Nam tranh tài tại giải U22 Đông Nam Á 2019. Tuy nhiên, vào phút chót, kế hoạch thay đổi khi cựu trợ lý đội tuyển Hàn Quốc quyết định quay trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2020 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 3 năm 2019. Dự kiến, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dự khán một số trận đấu trong lượt trận mở màn V-League 2019 sẽ khởi tranh vào cuối tuần này. Ngoài việc theo dõi phong độ của một số tuyển thủ, thầy Park được cho cũng muốn tìm kiếm thêm những gương mặt chất lượng để bổ sung cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.